Em Vũ xin chào toàn thể cô chú anh chị trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay em có áo 110 gấp 110 99. Đó. Áo 110 mà đặc biệt hôm nay là bán lẻ và bán bộ có. Áo 110 Thái xịn nha. Bây giờ cái bàn thờ xanh nhớt mà tháng đùm lại có hàng nè. 460 ngàn, dày dặn cứng chắc, đây là hàng mới và anh em khỏi sơn lẫm lúa luôn. Coi lên là lẫm lúa dày côi. Đó. Hàng mới thì đắt đời là nó đời cao, đời nó 2 năm, 6, 7, 8 gì đó. KF là Thái Lan xịn. Đặc biệt nguyên cái áo là bán lẻ hết chắc ra tất cả. Đó, cho bà con dễ xài. Thí dụ là cặp bả vai. Cặp bả vai nè, cái bàn thờ, mặt nạ bán lẻ luôn đó. Này là hết sức là ok cho anh em xài luôn. Bữa nay mặt nạ bán lẻ luôn, khỏi cần anh em đi mua đồ tồn. Khỏi cần anh em đi mua cái... khỏi cần mua đồ tồn nè, khỏi cần sợ bởi mặt nạ mua mà mấy cái đồ mà 99 2000 tháo xe đẩy mặt nạ cho 1 triệu mấy á, khỏi cần mua mặt nạ mới luôn. Bữa nay em bán lẻ hết, bán cái này dễ bị chặn đường lắm á. Tao bán không được á, mình bán được đó không được á, tao chặn đường mình á. Mới về nè, trời ơi nó dày cua luôn, anh em xài đồ mới nè, dày dữ dằn luôn, dày cua luôn nha. Rồi sẽ tiến hành quay cho bà con coi tất cả ở đây bán đều là đồ Thái hết, bà con yên tâm. Lại ghi số 1 chuyện kìa ơi. Cặp bá da trước ơi. Tao quỷ đây cho chuyện đó. Cặp bá dai, trước tiên là cặp bá dai em bán cho bà con là 4 sậy. Đó. Có bút lông hả? Cặp bới dài mình ghi số 1 nha. Mình phân theo con số. Ghi 1 2 dài xuống này là chuyện theo cái số này nè. À số 1 nha. Đó, anh em mua nhớ có cái số lưu ý giùm em, tại nhiều khi nó dễ bị lộn. Áo áo mua này dễ gửi dễ kia chết luôn. Cái này kêu bằng cặp bả dài. Đó, 400 ngàn dễ xài không gãy mắp nào đó. Hàng mới mà gãy cái nữa là người ta không có nhận hàng đâu nha. Này. Hàng mới ok, dày dặn cứng chắc luôn nha. Dày lắm. Anh em có xài cái đầu mới của Thái nó khác chứ đầu Việt nó khác nè, nó dày nè, thấy không? Nè, mắt bọng là ta dày nè, ham nhựa nè. Đó, đâu phải mình nó chơi là nó dày nè. Cặp bả dai là 4 sậy nha. Bả dai là bả dai thắng đùm thôi. Còn anh em mua thắng vô thắng đĩa thì anh em dày mắc cưa rồi. Tại bây giờ ngày xưa đời 2017 đảo về cũ, khi mà áo sản xuất áo 110 thì nó có khoét sẵn. Từ 2018 đảo lên 2022-23 này á, là về nhà mình tự khoét. Đưa vô thắng đùm vô thắng đĩa được. Cặp bả dai qua 110 màu xanh nhớt. Mà hôm nay bán lẻ áo chỉ có xanh nhớt thôi, không có màu khác nha. Ai để cho quay 2 clip không? Khoan hay dẹp thôi. Thời gian sáng đây. Cặp bả dai đó là 400 ngàn. 4 cái bựng gió. Bựng gió thì bán là một lần 4 cái nha. 2 bựng gió trong và 2 bựng gió ngoài. Chứ mình không có bán rời. Cầm chuyền lên cho nó, cầm chuyền đưa vô vậy cho nó. Cầm chuyền đưa, cầm cái khác đưa vô. Nữa giờ bà con về ráp lại thằng này nó chật lắc rồi. Không có cặp bảy dài, 4 cái bận gió. Bận gió chưa khôi phải không? Khôi luôn đây, lỡ ai chút mình quay phim thì em con. Quên quay đáp cho bà con ta coi nè. Đồ này thì nó sẽ dày, cái đầu mới nó không có yếm da trâu nha. Yếm da bò đó là cái đầu mới nó không có nha. Nè, KV, KFLF nè. 110KFLF 8500. Đất đời 2 là 7 là 8 gì đâu á. Mới mà. Áo nhựa dày cua nha cô bác nha, nè. Ghim là xài trong dễ ghim không à. Nè dày nè cô bác nha. Quay nè. Kiểu nghe thôi viết mới biết cái cảnh. Biết cái cảnh nghe điện thoại. Cái gì? Cái hướng nào đâu mà. Cái này mình lấy lọn thôi, thì nó không có gì.
phải nè. Thằng này vô này không phải luôn nè. Tại vì nó nằm, nó nằm bò nó vòng vô mà. Ồ cái này không kiểm nữa, lộn xộn không biết đường đâu quán nha. Nè thằng này đúng nè. Đúng nè. Đó đó đó, ờ đó đúng đó, đó. Mày thằng này một lần mình có bán một lần nó bị thở đó nha. Rồi cặp này sẽ bị hở nè. À vô rồi, vô rồi, vô. Mới làm chưa phút đi. Vô vô, cho tại mình không có cắn. Vô. Vô vô cho không phải hở nè, vô khớp nè. Đó một cặp bẩn quay cho bà con cô bác coi nè. Đó. Về nhà bà con cô bác gáp vô nè, gáp vô vô nè ha. Màu xanh nhớt quá trời đẹp. Đó, này gáp vô vô nè. Đó, một cặp bẩn xanh nhớt như vậy là một hồi nãy nó chịu mấy sáu rồi. Sáu đem đưa hả? Ê dạch gai sao cặp bẩn bốn cái bẩn gió nhiêu tiền quên mẹ ai? Chịu mấy kìa. Nè, bán chung là bốn cái bẩn gió gì nha cô bác nha, không có bán rời nha. Không bán cái lẻ cặp trong nha, hoặc là không bán một bên nha, không được. Bán gì còn em ế. Bốn cái này nè. Nó giờ mình gáp vô nó không có ốc gì nha. Về nhà mình tháo cái bẩn cũ của mình đó. Gáp vô màu xanh nhớt Thái Lan xịn. Đó, một cặp gì chịu gử. Ủa, sao đây? Bốn gói chịu gử. Đó, kiếm thêm để qua bên đi chút quay thêm đít nữa. Rồi cái bàn thờ. Tiếp theo là bàn thờ đây, số 3 bàn thờ. Này. Bàn thờ này các bác ha. Bàn thờ thắng đùm, đây là rất là thông dụng luôn, 99.000 dùng được. Còn bẩn gió này 99.000 dùng bình thường, quên nữa. Quên nói nữa, áo này 99.000 bình thường hết, không có trở ngại. 99.000 là cô bác cứ vô bình thường. 2.000 thì chúng ta đưa tem 2.000. Tem 2.000 thì ở đây bán tem Thái xịn đó, tem của nhà máy luôn á là 700.000, còn tem 99 là 650. Này cái bàn thờ mình mua giờ mình gắn thôi, khỏi cần tốn tem tốn tiết gì chân đúng không? Bàn thờ nè. Cái đầu đèn pha này mới em cũng có là 550, hai cái nhanh là 308 mới á. Còn cái chụp dây điện đèn pha này em hết rồi. Ở bên trong đóng kép là ép nè. Thấy không? Tất cả đồ Thái xịn hết trơn bà con, dày cui luôn nha nè, nhựa nè. Ok nằm quanh luôn nha. Rồi cái số 3 bàn thờ cho qua, chuyện đằng kia đây ha. Rồi cái này mặt nạ là không có tem nha, tem là tem rời như vậy nè. Bà con muốn mua lên xe mình mua tem rời giờ dán vô chứ ở đây tem của nhà máy giờ là tem nó không có tem nhà máy là nó đâu có tem ấy đâu. Đâu có dán sẵn đâu, dán sẵn là đồ alpha của Việt Nam mình đó thì nó mới dán sẵn. Thái là không dán sẵn đâu. Này cũng như tem mặt nạ này là 650 nè, của 99 nè. Còn ai mua 2.000 đó tem xịn nè. Trời ơi cái miếng tem là đưa lên cái quyết thứ gì chịu nói ha. Cái mặt nạ này bán 400.000. Nó dễ chơi, dễ trúng thưởng luôn. Mặt nạ nè 400.000 thôi. Dày cui sơn 2 lớp đàng hoàng, KFL 8.500 đàng hoàng nha. Thấy không? Đất đời 21 dài xuống đây 22, 23 luôn rồi. Đất đời 23 luôn rồi. Dày cui ha. Hấp dẫn quá, cái bộ xanh nhớt mới này thấy ghê quá. Ngầu quá. Rồi số 4 mặt nạ cho qua đó. Số 4 này mặt nạ anh em mua một lòng rồi. Em ghi số đi nữa bà con mua chọn cho mình con số với nó cái sản phẩm. Số 4, 400. Rồi cho qua. Tiếp theo là số 5 là bờ cổ là 270.000. Bờ cổ dày dặn cứng chắc đó, có tem ra dày và cố luôn nha. Nè. Dày lắm. Nó cái lỗ này nè, ok luôn nha. Thấy không? Rồi, cái này người ta bán cái đầu tầm kho là mình chết. Nó đóng đắt 2.000 nè. Cái này nó không có xuống đắt, nó đóng đắt 2.000 nè, thấy chưa? Bờ cổ này đóng đầu bán đầu tầm kho là mình chết. Nè 2.000 nè. Nè nó đóng cái tháng 11 2.000 nè, thấy không? Bán đầu tầm là mình gãy họng cái vụ này rồi. Trời ơi, trời bà cổ nó dày nè ông ngậu ơi. Trời ơi, cái mũi cắn gì kìa. Đỏ kìa, nó cứ
Rồi bờ cổ có 270.000 nha, số 5 đó, 270 thấy không. Mình mua đồ tồn kho là mình gãy hỏng cái vụ này cô bác nha. Nó còn cái đống cái đất 2.000 nè, thấy không, em nó bán rõ ràng không. Gặp cái đầu tồn kho nó bán cái miếng này đâu có 1 triệu quý vị. Chết, thôi nó dày thiệt. Nè mấy cái lỗ này dày thiệt luôn. Dày là phải là công nhận chứ không phải dày mà cải lương nha. Nè, thấy không. Đây, đó. Nè, thấy không. Ok luôn nha các bác nha. Màu nước sơn hết biết đẹp luôn. Số 5 bà cổ cho qua 270.000. Số 6 yếm lường 290.000. Đó, cái phần em lần tất cả đồ đây là đồ Thái gì nè. À, Thái Lan nè, là 2023 sản xuất ngày tháng 4, ngày 4 tháng 2023 nè. Ngày 27 tháng 4 nè, đúng không? Thái Lan xịn nè, ha. Đó, đồ mới là này nó một khía nha, không phải hai khía là giờ chúng ta cạo ra, cắt cái hình vuông cạo ra rồi mua tem thông số dán vô. Dày dặn cứng chắc, cái quai sách dày nè, thấy không? Ethan KF là F luôn nè, Ethan luôn nha. Nhưng mà chỗ này nó chỉ có một quai thôi. Nhựa dày ok nè, màu anh luôn, KW KFL là nó hết trơn luôn nè. Nó xuống đất 206, xuống đất 207 rồi. Rồi 290.000 đối với cái phần yếm lường của quay 110 Thái mới, cứng cứng chắc lực lưỡng dày dặn, yếm lường 290.000 bán lẻ luôn. Cái số 7 là cái sườn bên phải, cái sườn bên phải là cái đây, cái em sườn bên phải đây, sườn bên phải là bán 600.000 đó. Đó, anh em mua đồ mới này khỏi sợ gãi mắp gì chứ. Trời ơi cái mắp này dày nè, ha. Dày mới được chứ. Ok luôn nè nè. Đó. Nè, còn cái đồ Alpha hởm em mua áo Alpha nó mỏng phân nửa này à. Cái quay này nè, nó mỏng phân nửa này. Nè. Ngon lành. Này bắt lên áo là sẽ cứng chắc, cái này đắt hay là bãi gì đâu. Ô 22 23 luôn nè. Nó đắt này là 22 nè, 23 luôn nè, xuống đắt 23 là tháng 5 2023 nè. Thấy không? Cái phần này xuống máy qua. Đây nè. Số 7. Số 7 sườn phải là 600, ghi cho bà con ta coi trong khi ta đang theo dõi mình. Rồi số 8 sườn trái. Số 8 sườn trái. Ủa cái nãy là 600 phải không? Cái này là số 8 sườn trái là 700.000 nè. Đó, chỗ để cái ổ khóa ngoài sau nè. Đó, dễ xài nha bà con nha. Nè, cái đồ của Thái là người ta sẽ sơn hai lớp như thế này. Sơn bên ngoài màu xanh, bên trong luôn, người ta không có tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây nó còn phà vòng 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 vô nữa nè. Đó, nhà máy là đang sản xuất ngao. Áo xanh nhớt đây. Mà giáp học mít một cái. Rồi. Cái này là số 8. Số 8 sườn bên trái 700.000 rồi cho qua nha bà con ha. Cái tới số 9 là cái mugo. Để dưới đất đây. Số 9 mugo là 150. Cái cốp bình ắc quy. Số 9 mua gần 150.000 đây, không gãi không gì chân đó, con ngon lành cành đào luôn nè. Dày nè, thấy không, em nói dày là dày, thấy không, đâu có nói dốc cho bà con mua đâu, thật sự. Đây, đó, thấy không, cái quai nó gài vô nè, hết sức dày luôn. Dán thêm cái chữ Honda đây nữa, lậm lúa, xinh nhất, ngon lành cành đào, 150 nha. Mua gần 150, số 10 chỗ cái cấp bình ắc quy là 300.000, số 10 đây. Rồi cái đất là cái đóng sao đây nè, 99-2021 xuống 2022 tháng 12-2022. Rồi số 10 cốp chỗ để bình ắc quy, nó dày dặn cứng chắc khỏi lo một lũng đây, đúng không, quá trời đẹp luôn. Nhằm khi cho trên phim người ta coi là nè, nhức nách luôn ha. Ba sĩ quá em. Rồi số 10 cho qua ba sĩ. Số 11 đuôi về bắt bản số 250, không có miếng dạ quang nha. Nó đuôi về mới đây, dày dặn cứng chắc lực lưỡng đó, dày gì nè. Thấy không? Cái quay nè, ok luôn các bác nha. Cái quay nè. Số 10.
250, không có miếng dạ quang, bà con hư á, thì lấy cái miếng dạ quang ở trong xe cũ mình nó gắn qua. Số 10 250, rồi cho qua số 11. Ở số 11, hồi nãy là 11, 11 đưa về bắt bấn số. 12 là mỏ về trắng bùng, nữa là kết thúc clip này. Đó, 12 tàu Âu nó dày nè ông nội ơi. Nó gấp đôi rồi anh pha luôn nè. Đưa về trắng bùng hồi trước nè, mỏ về trắng bùng nè, hết hồn. Mỏ về trắng bùng này 600 ngàn nữa. Số 12. Áo trăm mười mới thái. Quá trời em luôn, đây là thân bản thắng đùm. Còn anh em thắng đĩa thì anh em về gọc lỗ. Còn mình mua chọn hết trơn cái áo ha, áo và tem luôn, chọn ổ. 5,7 triệu nha bà con nha. Áo bao gồm 16 miếng với bộ tem là 5,7 triệu. Không bao tiền ship nha, tiền ship bà con trả dùm tụi em nha, sẽ mua một cái thùng mướp bự, mua một thùng gữ đóng vô. Mua một cái thùng gữ đóng vô. Hết biết chạy. Cùi luôn ha. Cái này đắt đời 06 hả? Hay đóng đắt 06. Hết hồn dày thiệt vậy. Phải công nhận là áo mới cũng dày dặn cứng chắc chứ không phải khờ. Nhựa này xài biết đời nào. Nói chung thì nhựa cũ ngày xưa xài được 20 mấy năm, với nhựa này nói chung cũng bèo gì nhất cũng 10 mấy năm chứ đâu có tệ, đúng không? Nó thật sự mình nói mà cái nói chuyện mà bèo luôn cũng 10 mấy năm. Đầu 110 bên em bán cái gì cũng có nghe bà con ha. Cái tay dắt đây, tay dắt là 680 ngàn. Cái tay dắt 110 á thì nó là tay dắt co lơ 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 nha. Lơ lơ cái bực này nè, tới đây nó bực lơ xuống này nè, đúng không? Nó không phải bực chuông, bực chuông là của Alpha nha. Ồ, cái tay dắt hết bức đẹp, và tay dắt của Thái Lan xịn. Đó, 680 ngàn các bác nha. Video này có hơi mờ tại này quay ở ngoài bụi tre, bụi trúc. Yeah, hơi mờ, nhưng mà trung thực, nói chung là một cách bán hàng một cách trung thực đi. Chung là tụi em làm một cách chân thành đó, anh em nào mua thì ủng hộ alo số điện thoại trên màn hình đó, muốn coi hình thì kết bạn Zalo gửi hình cho anh em coi. Còn anh em nào mà có hàng rồi thì mình xem giải trí chơi vui vẻ. Đó. Đây cái này là tay dắt 680. Tay dắt của Thái cái da nó quá trời đẹp luôn. Làm im quá im, người ta làm cái bực lê nữa nè ha. Chứ không làm bực vuông nữa, bực vuông anh pha mình bực vuông nè. Bực vuông nó đọng nước. Nó bị móc, bị đóng hòm. Rồi cái này là gắt chân nhôm ở ngoài sau, là gắt chân nhôm dài 720 ngàn. Gắt chân nhôm 720 ngàn đó. Giờ mình mua hai cục thun mình đưa vô là lẫm lúa thôi, không có thun con, lấy thun con cũ xài lại. Quá trời cục gắt chân nhôm dài đẹp rồi ha. 720 ngàn. Một cặp này 720. Rồi hỏi em bán cái cặp gãi xe mà 1,7 triệu mà người ta điện cháy máy luôn, có bác tin không? Gắt chân nhôm dài nó xài dữ lắm. Nước nhôm nó đẹp hết hồn ha. Rồi cầm thằng này cho qua. Rồi IC có không? Họ bỏ có đem gì dưới bớt hả? IC cho mới 110 cũng có, các bác hai xe mới về thì IC mới là 900 ngàn. Rồi clip này, rồi tem nè, quên báo tem nữa nè. Nó thí dụ áo Thái, tem Thái như vậy á thì là 5,7 triệu nè. Này ha, có cái chữ Honda Samugo. Mà này cái chữ 110 ở ngoài trước cánh bẩn gió, này chữ qua 110 trước mặt nạ. Ở mấy cái tem thông số quá đâu kìa. Hai cái chữ tiếng Anh trước cánh bẩn gió nè. Chở bình ắc quy nè. Ấp sườn nè, hai miếng ấp sườn nè, thấy không? Rồi ok. Mỗi miếng đều là Magen Thái Lan chơi nghe các bác nha. Tem đúng Magen Thái Lan hết toàn bộ. Rồi tem này bán lẻ thì 99 là 650, 2000 là 700. Rồi xin cảm ơn bà con đã xem clip tụi em, xin chào và hẹn gặp lại nha.